Xin chào các bác, chào mừng các bác đã xuất cô Giao Khánh còn nhá. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay ngày 13 tháng 4 em lại tiếp tục lên cho con nô phụ kiện câu cá. Thì video này gồm có bao cần này, máy câu này và phụ kiện thập cẩm luôn. Thì hôm nay là ngày 13 em sẽ xả hàng nhá, xả giá cực sốc, cực mềm, cực rẻ cho bác luôn. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết em lại giới thiệu qua số điện thoại em là 0878690999. Em đã ghim trên góc màn hình, bác nào mua hàng thì trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em báo giá trong video cho bùng thì ship mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000 cho những đơn hàng nhỏ và 30.000 cho những đơn hàng to nhé. Và em sẽ ship code toàn quốc các kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền cho em. Giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cho các bác. Đầu tiên thì giới thiệu bác sẽ có một chiếc bao cần câu, một chiếc bao cần máy nhé. Bao cần sẽ bao cần mềm, một chiếc bao cần hãng ghét nhá. Hôm trước về một cái rồi rất nhiều người bác hỏi, hôm nay tiếp tục về được một cái nữa. Đây, một chiếc bao cần của ghét nhá. Đây, có chui phình quá nhá và có hai ngăn, một ngăn đựng cần tay sẽ là ngăn đây này, ngăn nhỏ nhỏ cháu đựng cần tay, đựng 1-2 cây vào đây ok nhá. Và ngăn to là có thể đựng cần máy được. Đây, kiểu dáng này. Rồi sẽ luôn cho bác xem nhá. Đây, tay khoác tay xách đầy đủ nhá, Hơi nhũn hơi khó cầm cho bác xem rõ. Đây. Khóa cũng Inogo hãng thôi nhé, hãng ghét này. Đây cho bác xem này, đây có một cái ngăn này cho bác đựng cần tay này, cực kỳ ngon lành luôn. Rồi tiếp tục ngăn to. Đây, ngăn to bên trong sẽ như này nhé, em sẽ để như này cho bác xem dễ nhé. Đây, đây ngăn to sẽ này nhé, bên trong sẽ là có lớp vải này và dưới lớp vải này sẽ có một lớp xốp mềm nhé, để cho chống sốc cần va đập cần quá nhé. Đây, cực kỳ hay luôn, dây đeo buộc đầy đủ nhé. Đấy, con này mã số 1. Chiếc bao cần ghét này, chiếc bao này dài sẽ dài 1m2 nhé, và đường kính thì sẽ là 15 nhé, đường kính 15 nhân với cả 9 nhé, 15 nhân 9. Mã số 1, một chiếc bao cần ghét, con này sẽ để ở giá là 300.000, mã số 1. Rồi mã số 2 tiếp tục là giới thiệu bao cho một chiếc bao cần của Ryobi. Một chiếc bao cần Ryobi nhé, đây Ryobi này, bao cũng là bao mềm nhé, bán mềm luôn nhé. Đây, đó kiểu dáng này, màu sẽ màu hơi màu xanh xanh này nhé. Bao thì nó có hai ngăn đây, đó kiểu dáng này. Con bao cần này có hai ngăn, tay xách đầy đủ nhé, đây tay khoác như này và tay xách giữa tay ra như này nhé. Đó, còn phần túi ngăn phụ này sẽ có một lớp cao su phủ như này nhé, sờ cực kỳ là sướng tay luôn. Rồi sẽ bóc con khoác, đây khóa cũng khóa Ryobi nhé. Còn sẽ mở ngăn phụ cho bác trước. Đây, ngăn phụ trong phần phụ sẽ như này, nó sẽ lớp xốp mềm đây nhé, xốp mềm nhé. Đó, có đựng phụ kiện như là đựng hộp phao đầy đủ ok hết nhé. Rồi tiếp theo em sẽ mở ngăn chính. Đây, ngăn chính bên trong sẽ màu đỏ này nhé, bao này thì có lớp xốp cực kỳ là dày luôn, cực kỳ là êm quá nhé. Đó, bác đút cần vào thoải mái luôn. Chiếc bao này sẽ sản xuất tại Korea nhé, sản xuất tại Hàn Quốc quá nhé. Đó, một chiếc bao cần mềm. Chiếc bao này mã số 2, chiếc bao này thông số chiều dài nó sẽ là dài 1m45. Dài 1m45 và thông số đường kính gốc này, đường kính đáy này sẽ là 10x7 thôi nhé. Đây, 10x7 thôi nhé. Mã số 2 này sẽ để giá là 300.000. Rồi tiếp tục mã số 3. Mã số 3 giới thiệu bao cho có một chiếc bao cần của Daiwa như này, một chiếc bao cần Daiwa nhé, một chiếc bao cần đựng cần thường không phải đựng cần máy nữa nhé. Đây kiểu dáng này, hoặc đựng cần máy nhỏ nhỏ cũng được. Đó, bao đây hoa, chiếc bao là cực kỳ đẹp luôn, màu vải cho màu dàn di nhé, màu dàn di sáng này cực kỳ đẹp nhé. Đây ngoại hình còn khá là mới, không rách không bục ok nhé. Còn nguyên phần đế này sẽ là bằng da nhé, này da để cho nó qua chống đất ấy, nó đỡ bị hỏng đỡ rách nhé. Đây cực kỳ đẹp luôn. Đây, đây là phần tay xách tay khoác cực kỳ chắc chắn nhé, Inogo này, logo Daiwa này. Đây, khóa sẽ dùng khóa IKK nhé, Tóm sẽ mở luôn bên trong các bác. Đây, bên trong sẽ như này. Bên trong sẽ có lớp xốp nhé, xốp mỏng nhé, cực kỳ êm luôn. Có dây rút gắn để cố định cần này. Và con này sẽ sản xuất tại Đài Loan nhé, Đây, Đài Loan các bác nhé, Made in Taiwan này. Đó. Chiếc bao cần mã số 3. Chiếc bao thì thông số sẽ là dài 1m7, và sẽ đo đường kính gốc nhé, đường kính đáy nó sẽ là 8,5 nhân cả 9 nhé, 8,5 nhân 9 nhé. Mã số 3 này sẽ để giá là 650.000, một chiếc bao cần Daiwa chính hãng. Rồi tiếp tục mã số 4 em giới thiệu bao có một chiếc bao cần có Excellence Fishing Excel nhé, đây màu đen này,
chiếc bao này dành cho đụng gần tay thôi, tại vì nó khá là bé. Các bạn nhìn tay em cầm này, nó gần vừa luôn nhá, khá là bé nhá. Đây kiểu dáng này, chiếc bao này cũng báo luôn cho các bạn, chiếc bao này là cái phần nhựa ấy, nhựa cứng ấy, chỗ này nó hơi bị móp một chút này, hơi bị móp một chút nhá, báo luôn qua nhá. Đây đó, thì hôm nay em sẽ quay cam góc rộng ấy, thì quay cái bao cần mới rõ được, không thì không rõ được nè, thưa bác nhìn hơi mờ, thông cảm giúp nhé. Đây hơi bị mòn chút này, còn phần vải thì cũng khá là đẹp, không rách không bục gì cả, tay xách tay đeo đầy đủ nhé, tay xách tay đeo đủ nhé. Đây có chiếc bao cần nhỏ dành cho được phần tay. Rồi sẽ bóc luôn cho bác nhé, sâu luôn trong cho bác. Đây bên trong sẽ như này có nhá, bên trong sẽ này nhá. Đây nó sẽ chỉ uống nước vải thôi, sẽ không nước xốp gì cả, chỉ nước vải nhá, không được gần tay thoải mái. Và trên này nó sẽ có một cái khóa này, cái khóa này bác có thể kéo ra giặt rũ để rút cái miếng nhựa này, rút miếng nhựa ra, sau này có giặt rũ hoặc là có thể thay miếng nhựa qua chỗ này nhá, nó khá là hay. Chiếc bao mã số 4, mẫu số 4 thì chiếc bao này dài mét tư và đường kính nó này, đường kính xem nào, đường kính con này sẽ là 6.5 x 6.5 nhé, đường kính 6.5 x 6.5 nhé. Mã số 4 mà chiếc bao cần của Exxoner, mã số 4 này dài 1m4 sẽ để giá là 200.000. Rồi tiếp tục mã số 5 em có một chiếc bao cần của Exxoner tiếp theo. Đây nhưng mà sẽ là màu xám này nhé, kích thước giống xì bao kia luôn đó, sẽ như màu xám, phần vải nó hơi bị cào một chút này nhé, nói chung không ảnh hưởng gì đâu, bao dùng thoải mái luôn. Đây đó, tay xách tay khoác đầy đủ nhé. Đây kiểu dáng này cũng giống xì kia, con này thì phần nhựa thì sẽ không bị lỗi đi nào cả, còn đẹp hết quá nhé, Đây. À. Đó, tôi sẽ cho bác xem bên trong. Con này thì cũng giống cái xì hôm kia thôi, giống cái xì hôm kia thôi các nhé. Đây, bên trong cái xì luôn, cũng có một cái. À, con này sẽ không khóa, đời sẽ chắc đời cao hơn một chút, sẽ không có khóa trên này nhé, không khóa trên này để tháo thôi nhé. Đó thì bên ngoài hình còn khá đẹp. Đây, đó, con này không có cái xì, con mã số 4, dài 1m4, dài 1m4 và đường kính thôi nào. Em nghĩ là bằng nhau ạ. Đường kính con này sẽ 6x6 nhá. Đường kính 6x6 nhá. Con này mã số 5, dài 1m4 sẽ để giá 200.000. Rồi tiếp tục mã số 6. Mã số 6 giới thiệu em có một chiếc bao cần cực kỳ nhỏ nhắn dành cho là hay câu nu này, còn đi câu cần tay này, cực kỳ hợp lý luôn. Chiếc bao này dài 1m1 thôi các nhá. Dài có 1m1 thôi. Dài 1m1 thôi. Của hãng Watonan các nhá. Đây, Watonan sản xuất năm đó. Sinh nè, như là sinh năm 1984 nhé. Đây, đó, một logo cực đẹp nhé. Ngoại hình chất màu giàn di đen trắng bạc này nhé, cực kỳ đẹp luôn. Bao này đánh vào là câu quần tay chứ, hoặc là cần nua thì hết ý thôi nhé, hết ý thôi nhé, ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Đây, đó, khóa sẽ là khóa SPT nhé, khóa SPT nhé. Con này thì nó chỉ có tay xách thôi nhé, quá nhé, nó chỉ có tay xách không có tay khoác thôi nhé. Đây, và bên trong sẽ như này. À, bên trong cực kỳ rộng rãi nhé, cực kỳ rộng rãi nhé, nhựa bao chắc chắn cho bác luôn. Đây đó, bên trong cực kỳ là mới luôn, nét nẹt luôn. Mã số 6 chiếc bao này dài 1m1, dài 1m1 và xoay đường kính nhá, đường kính con này sẽ là 8 x 8. Mã số 6 một chiếc bao còn dài 1m1 sẽ là 500.000. Rồi tiếp tục mã số 7 xin phép quá, em sẽ quay camera sang đây một chút và em sẽ mở góc hẹp một chút nhé. Đây mã số 7 em có một combo, rồi em sẽ quay cho một combo máy câu nhá, dành bao là hai câu nu này, câu năng C này, giá cực kỳ là rẻ luôn. Một combo 11 con máy này chỉ có giá 2 triệu, em tính ra chưa đến 200.000 con máy nhá, mà máy bãi này các bác nhìn này, cực kỳ long lanh luôn, chủ yếu là Daiwa của Shimano nhá. Rồi đầu tiên giới thiệu bác con máy đầu tiên này, đầu tiên có một con Daiwa Dragon Z 4500BN. Đây ngoại hình đây, máy thì bao mượt luôn nhá, trước kia giá bán 400, hôm nay em dọn nhà em xả nó quá luôn, xả giá cực kỳ là khét nhá. Đây máy quay cực kỳ là mượt nhá, cực kỳ là mượt nhá. Đó, đổi tay trái phải được, con lăn cước ok này, đó, gạt cước này, lăn cước ok hết này, mô bin sống này, vặn kêu tành tành luôn, trả ngược trả xuôi ok nhá. Đây đây là con máy đầu tiên. Rồi tiếp tục con máy thứ hai em sẽ có một con máy của Shinjata, một con máy thương hiệu Hàn Quốc nhá, Shinjata Longcat nhé. Con này size tương đương size 4000, size tương đương size 4000 nhé, trong đánh năng C. Máy thì bao mượt luôn, bao mượt các nhá. Đây máy này sẽ đuôi chuột các nhá, dạng đuôi chuột nhá. Đó, đây kiểu dáng này, con này là mua pin thì kêu on ngon này hết, có nguyên dây BE cho bác câu nhá. Đó, gạt cước này là cũng ok hết này. Đó, bấm bùn này ok hết các nhá.
vặn siết bun siết đuôi chuột này, ok nhé. Đó, đổi tay trái phải được, trả ngược trả xuôi đầy đủ nhá. Đây là con máy thứ hai. Rồi tiếp tục con thứ ba này, con thứ ba em sẽ con tim tay qua của máy nga tay phải nhá, của con máy nga tay phải dành cho bác cô nua. Đây máy cực kỳ êm mượt nhá, đai hoa da bạc nhá. Đây rồi con thứ bốn, thứ bốn này con đai hoa tiếp theo, con đai hoa dạng như này, sản xuất ở Đài Loan nhé. Đài Loan đây, con này sẽ kêu như này. Đây máy thì quay mượt luôn nhé, mượt mà nhé, không khựng kia nhé. Đó mô bin ok này, mô bin sống này, siết cốt ok này, con ăn cước này. Đó, gạt ok nhá. Đây đổi tay trái phải, trả ngược trả xuôi đầy đủ nhá. Đó con máy thứ tư. Rồi thứ năm, thứ năm em có một con Shimano, một con Shimano của Apetor size 2000. Đây cực kỳ mượt nhá, cực kỳ mượt nhá. Đây đó, con này cho nó cối nhựa này nhá, mô bin sống này, vặn ok này, gạt cước này ok này, con ăn cước sáng nhá. Đó con này đổi tay trái phải được nhá, đổi tay trái phải nhá, trả ngược trả xuôi đầy đủ hết. Con này Epato 2000 con Shimano. Đó đây con máy thứ năm. Con thứ sáu em có một con Daiwa tiếp theo, một con Daiwa size 700 nhé, size bé nhé. Máy thì quay cực kỳ là mượt luôn nhá. Đó size bé này, đấy mô bin sống này, gạt cước này, dứt khoát khoát nào khoát đấy nhá, đổi tay trái phải được, trả ngược trả xuôi ok hết nhá. Đây một con đai hoa đây nhá. Đó rồi tiếp tục con thứ bảy con này con đai hoa nhá, một con đai hoa size 2500 Finamode 2500 Finamode nhá. Đây kiểu dáng này, đai hoa con này sản xuất ở China xuất Nhật nhá. Nó dành cho là công năng C trước này, dùng là ok hết nhá. Đây quay bao mượt thì qua luôn, quay bao mượt nhá. Đấy êm mượt chưa. Đấy. Mô bin sống hết nhá, cái lưỡi gà mục tiêu nó hơi nhỏ, nó vẫn kêu nhưng mà hơi nhỏ nhá. Đó tay siết này ok này, con gạt cước này, gạt cước ok này, con ăn cước hoạt động hết các bạn nhá. Đổi tay trái phải, trả ngược trả xuôi đầy đủ nhá. Đó con máy thứ bảy. Rồi con máy số 8 là con máy ngang của Ryobi. Con này khá đặc biệt này, Ryobi nhá, con này các bác có thể đổi tay trái phải được. Đây này các vặn núm này ra này, sau vặn lốc cái này ra này, đổi tay sang đây được, đổi tay trái phải được hết nhé. Này khá hay, con này có một cái hay nữa đây này, các bạn nhìn đi này, nó sẽ có một cái cung tơ mét để đo dây của nhé, cung tơ mét đo dây đây nhé. Này cái dáng này bấm bùn này. Đấy, ok nhé. Đấy con máy thứ 8. Rồi con máy thứ chín em có một con này, con đai hoa tiếp theo, một con máy đai hoa, con này size tương đương size 2500, sản xuất ở Japan nhé, sản xuất ra ba nhé. Đây máy này quay cực kỳ mượt luôn. Đây cực kỳ là mượt nhá, đổi tay trái phải ok hết nhá. Đây trả ngược trả xuôi đầy đủ, trả ngược trả xuôi đầy đủ, mô bin này sống kêu thanh tách nhá. Đó vặn này ok này, gạt cước này. Đấy, ok hết nhá. Đây con máy thứ 9. Rồi tiếp tục con máy số 10. Em có con máy của Daiwa Jupiter, một con máy Daiwa Jupiter nhé. Đây size 3500, size khá là to dành cho đánh NC nhé. Đây máy thì kêu cực kỳ là mượt luôn. Đây cực kỳ mượt nhá. Đấy này cực kỳ mượt nhá. Mô bin sống này ok này, vặn ok này, gạt cứ ok này. Nó đổi tay trái phải được nhá, trả ngược trả xuôi đầy đủ nhá. Đây con máy số 10. Rồi tiếp tục con máy số 11 em có một con máy Kojic, một con máy Kojic của hãng gì này, qua nhìn giúp em ấy. Đây một con máy Kojic của hãng gì đấy nhá, nó không biết được. Có nguyên dây nhá, máy thì quay cực kỳ là mượt nhá. Đây nó cũng mượt mượt nhá, một cái máy dích tay kiểu dáng này, sải bé bé thôi, cho lòng tay này các nhá. Đó đây tay sẽ tay phải nhá, thì nó combo là combo mã số 7 11. Con máy này sẽ đẻo giá là 2 triệu, giá cực mềm luôn, tính ra chưa đến 200.000 con máy, đều hoạt động êm mượt hết các nhá, nó hoạt động bình thường không lỗi nhá. Rồi tiếp tục mã số 8 giới thiệu em có một cái bộ ủng này hôm nay em xả qua nhá, là để nhà lâu quá rồi, một bộ ủng của hãng Shimachue nhá. Đây một bộ của Shimachue nhá, ủng này dành cho đi hay đi câu suối này, câu gành này, câu những chỗ nào mà có rong rêu đá bám ấy thì đi đến này an toàn nhá, không giờ bị ngã nhá, tại vì dưới này sẽ có một lớp mút xốp này, đây kiểu bông ấy, bông mút đấy, để chống trơn trượt cực kỳ tốt các nhá. Ủng sẽ là ủng đi ngang với ngực, ủng kiểu ủng nội nước ấy, nó sẽ đi đường phát tới ngực luôn nhá. Con này thì sẽ bác nào mặc size của tầm 1m75 đổ về mặc là đẹp, 1m75 đổ về là đẹp nhé. Đây Shimachue này,
Đây, dây đeo, dây mút nhé, ok nhé. Đây, đặt chân nội bên trong nhé. Con này sản xuất ở Đài Loan nhé. Sản xuất Đài Loan nhé, size N này, Sumatra này. Đây, thông tin đầy đủ này, cấm giặt trước đây nha các nhé. Đây, nó. Con này mã số 8. Mã số 8 trước ủng này sẽ để ra 500 ngàn. Con số 8, 500 ngàn nhé. Rồi tiếp tục, mã số 9. Mã số 9 giới thiệu bác con 6 chiếc mũ này. Đây, hôm nãy xả nó bác còn mấy cái thì xả nốt cho bác này. Bác nào mua về đội dần nhé. Đây, đầu tiên em có một chiếc mũ này. Đây, mùng 3 tháng 1, 2011 nhé. Đây, bát fishing kiểu dáng này, lưới sau sẽ lưới này nhé. Ở trước này. Rồi, tiếp theo có một cái chiếc mũ này, mũ của Tim Lai Hoa. Mũ kiểu mũ nỉ quá nhé, mũ nỉ nhé. Tim Lai Hoa này, khá đẹp này. Rồi tiếp tục có một chiếc mũ của Hồ Xưa cái gì quá nhé. Đó, hình hai cái kiếm, một con màu hồng, một con màu xanh như này. Đây, kiểu dáng này. Đấy. Rồi tiếp tục, một chiếc mũ của Top Ten. Đây, Ten Foot quá nhé. Đây, đó là sau chặn lưới nhé. Rồi tiếp tục, lại có một con mũ này của mùng 3 tháng 1, 2011 nhé. Đó, kiểu dáng này. Rồi tiếp tục một chiếc mũ của Janma này. Rồi là mũ nen các kiểu là phụ kiện thập cẩm đấy nhá. Thì tính qua là tổng cộng có 2, 4, 6 chiếc mũ này. 6 chiếc mũ này mã số 8, 6 chiếc mũ và phụ kiện thập cẩm nhá. Mã số 8 sẽ để giá là 300 ngàn. Mã số 8 300 ngàn nhá. À đâu. Mã số 9, 6 chiếc mũ, mã số 9 này sẽ để giá là 300 ngàn nhá. Rồi tiếp tục mã số 10. Mã số 10 thì em xin phép bác sẽ quay camera cho em một chút. Camera này cho có một thùng dây câu này. Cái thùng này em nói là bán rồi nhưng mà không biết lý do gì cả nên gọi bác trước, bác kia chốt cho bác rồi nhưng bác gọi điện thao hồ toàn thuê ao thôi. Là không gửi được, không giao được lại hoàn về nhá. Đó, đây em có một thùng dây câu này em nói giới thiệu bác rồi. Cực kỳ là nhiều nhá, một thùng này nhá. Một thùng này tính ra mấy trăm cuộn dây có nhá, mấy trăm cuộn dây nhá, cực kỳ là nhiều luôn. Đầy đủ cái size, từ size to size nhỏ. Có cả loại cuộn còn nguyên như này nhá. Đây, 500m này, 500m còn nguyên cuộn này nhé. Đó, còn chưa bóc nào cả. Đó, chưa bóc nào cả nhé. Thì cái này là dây chu dây này. Đó, thập cẩm rất là nhiều loại luôn. Thì con này sẽ là mã số 10. Mã số 10 cái thùng này sẽ để giá là 700 ngàn. Mã số 10, 700 ngàn nhé. 700 ngàn, chiếc thùng số 10 này. Cực kỳ là nhiều dây này. 700 ngàn chiếc thùng này nhé. Rồi tiếp tục, mã số 11. Mã số 11 thì giới thiệu bác có một cái thùng dây tiếp theo. Thùng dây như này. Thùng này chỉ là dây size lớn nhá, dây size số 10. Đây này, của hãng Sanzo này. Cọc này mới nguyên chưa qua dụng nhá, số 10. Dây cũng dễ khá nổi tiếng của Nhật này. Thương hiệu khá nổi tiếng nhá. Sanzo này, đây. Đó. Rồi này Everest có con Everest này. Đây. Em tìm cuộn Everest đây. Everest này. Mỗi một cuộn này sẽ là 50m các nhá, size số 10. Em đếm trong này tổng cộng sẽ là 100 cuộn này, 100 cuộn dây này nhá. Đó, 100 cuộn dây như này. Dây chỉ toàn là dây mới thôi, chưa qua dụng nhá. Còn nguyên tem này này, cực kỳ là nhiều luôn. Có một cuộn dây này, là 100 cuộn này. 100 cuộn này sẽ để giá là 900 ngàn, mã số 11, 900 ngàn nhá. 100 cuộn dây này tính ra có bao nhiêu cuộn nhỉ? Bao tiền cuộn nhỉ? Có 9 ngàn một cuộn thôi. Đó. Giá cực rẻ luôn. Combo hôm nay xả ra nhá. Mã số 11, 900 ngàn. Rồi tiếp tục, mã số 12. Số 12 giới thiệu có một thùng phụ kiện nhá, một thùng phụ kiện thập cẩm các loại luôn, Đây, đầu tiên giới thiệu nó có cái kính này. Đây, một kính câu này nhá. Đó, kính bằng kính luôn nhá. Rồi là phao này. Rồi là cái này không nhầm là cái này để cổ Evergreen này, cái này không nhầm để cần tay, nhá, cần câu suối. Đó. Rồi là phụ kiện lưỡi câu đầy đủ nhá. Này, rất là nhiều đồ nhá, một cái thùng này cực kỳ là nhiều đồ luôn. Thì là nó có thẻo lưỡi này. Còn rất là nhiều nhé, thì thôi cái này em ngại cũng đổ ra ấy. Bác nào thích chốt ấy, thì gọi điện trực tiếp cho em thì em sẽ đổ ra cho bác xem trực tiếp nhé. Đó, đây, cả thùng này cực kỳ là nhiều luôn. Đây, em thấy có cả có phao này, phao ISO này. Rồi là em đổ ISO một chút cho bác xem nhé. Đây, thì rồi là đây này, giới thiệu bác luôn, em có nguyên một hộp nữa này, cực kỳ là nhiều nữa nhá. Đấy, rồi là mồi câu mực này, dây PE này, đó, đây, có cả một cái đồng hồ gì đấy, có một cái đồng hồ đo áp đây nhá, đó, đo chở nhá, đó. Thì combo mã số 12, một combo này sẽ để ra là 600 ngàn, giá cực kỳ mềm luôn, 600 ngàn combo mã 12 này. Rồi tiếp tục mã số 13, 13 sẽ quay cam lên một chút, 13 sẽ có một cái combo hộp như này, combo hộp nhá, cả hai cột nhá, hai cột này là xem nó có bao nhiêu hộp nào.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hộp. 17 hộp nhá. Đầy đủ các loại luôn. Chủ yếu toàn hộp đều hộp nhựa Nhật nhá. Có cả hộp Mihu này. Hộp Mihu nhá. À, hộp xịn nhá. Đó 17 hộp này. 17 hộp này đầy đủ các size các cỡ nhá. Thì em sẽ không xoay sâu quá. Thì cứ giới thiệu qua hình ảnh nha, qua nhìn đúng không? Mã số 13, 17 hộp này sẽ để giá là 700.000. 700.000 17 hộp nhá. Mã số 13 700.000 nhá. Thì là clip hôm nay em tổng cộng lên xả bác là cũng khá là nhiều đồ ấy, có 13 mã thôi mà quay đến 20 phút này, thì là quay lâu hơn nữa thì bác xem thì hơi ngại. Thì đó, thì là clip hôm nay em xả cho bác đống đồ này, bác ưng mã nào thích mã nào thì hãy trực tiếp cho em qua số điện thoại 0878 690 99 hoặc này ebook qua Zalo nhá. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn các bác video tiếp theo. Bye bye.